có những thử kìm cassette đa năng không? Phải thử nào, nhìn này, đi đây, mở hàng đi, biết đây. Ok. Úi dồi, nhìn có vẻ hàm hố phết nhờ. Cái kìm này nhìn nó to hơn và những cái chi tiết của nó nhìn nó có vẻ là đa dụng hơn, cầm rất là đầm tay. Nhìn nó cũng có vẻ là khác so với những chiếc kìm bình thường đấy. Kìm bình thường nó như thế này, còn kìm đa năng người nhìn nó có vẻ là cứng cáp hơn rất nhiều. Cầm chắc tay phết. Úi dồi ôi, có thể cảm nhận được cái sự cứng cáp ở đây. Và theo như quảng cáo nó gáy là nó có thể cắt được rất nhiều loại sắt khác nhau. Xem là có thật hay không hay là hình ảnh mang tính chất minh họa. Chào mừng các bạn đến với bài kiểm tra của Đàm Đức Review. Ở đây chúng ta có đinh các thể loại, thanh chưa lở, chìa khóa, dây xích. Bài kiểm tra đầu tiên, đinh có nhỏ. Cho vào để xem có được không. Có vẻ nhẹ nhàng nhờ, ngon đấy. Rất nhẹ nhàng, một phát chia đôi luôn. Nhưng cũng chưa nói lên được gì cả. Với những chiếc đinh nhỏ như thế này thì những chiếc kìm bình thường vẫn có thể cắt được. Đó. Thế nên phải thử sang level 2 là một chiếc đinh to hơn. Phải dùng sức đấy ạ, nhưng mà cũng cắt được. Ok, tiếp theo, thanh chưa lở. Này không biết là cắt được không? 4mm nha, thanh chưa lở 4mm. Cứng thế nhờ. Không đâu ạ. Tinh hình là phải chơi dụng cụ này. Không được các bạn ạ. Quê à. Mình không thấy có một tí gì gọi là trợ lực ở đây cả. Thanh 4 ly này có vẻ là hơi khó. Nên thử thách thêm quả nữa nhá. Ổ khóa. Nó mà đánh cắt được ổ khóa nữa thì dùng được má con nhà bà đạo luôn. Nghỉ tí. Tìm xem nào. Không suy nghĩ à, nó có bị sứt một tí ở đây thôi. Chỉ bị sứt tí thôi. Nói chung là với những thanh từ 4mm trở lên thì là cắt hơi khó. Còn dưới 4mm thì là dễ dàng hơn rất nhiều. Còn muốn cắt được từ 4mm trở lên yêu cầu bạn phải có lực tay rất khỏe. Còn tay mà yếu là cắt hơi bị khó đấy nhá. Lê lê cái đồ yêu đuối. Hả? Mày nói cái gì? Còn cái tầm dây xích như thế này thì thử nốt nhá. Để xem rồi. Gần biết các bạn ạ. Nói chung là cái này nó phụ thuộc vào lực tay của từng người. Nếu như ta bạn khỏe là bạn phải cắt đứt được. Cái đoạn này nó bị mẻ đi một chút xíu này. Tổng kết lại là nó có to và khỏe hơn những chiếc kìm bình thường một chút, nhưng cũng không quá thần thánh như trên quảng cáo đâu. Đánh giá khoảng 6 điểm rưỡi.